Nguyễn Trần Quý xin kính chào quý khán thính giả. Đây là đài Epoch TV 21.12 và sau đây là chương trình phân tích thời sự. Kính thưa quý thính giả, trong mấy tuần qua thì chúng ta đã nghe thấy cái cuộc chiến ở Ukraine hình như nó đang thay đổi chiều gió và Nga đã phải rút lui ở nhiều mặt trận khác nhau. Và cho đến bây giờ thì hình như Ukraine đang ở trên cái thế tiến công và người ta đang tiên đoán rằng trong một vài tuần tới nữa thì có thể là họ sẽ đến được những các cái thành phố rất quan trọng, gọi là thành phố chiến lược, và có thể chia cắt những cái vùng mà Nga đã chiếm đóng của Ukraine trong 7 tháng vừa qua. Thì trong lúc đó chúng ta thấy có một cái vấn đề được đặt ra rất quan trọng. Tức là ông Putin đe dọa rằng sẽ dùng vũ khí nguyên tử để mà đáp trả cái cuộc tấn công của Ukraine. Thì thưa quý vị, nếu vấn đề nguyên tử mà được đặt ra ở đây thì nó sẽ không còn phải là một cái vấn đề coi như là cuộc chiến của một cái khu vực nữa, mà rất có thể nó biến thành một cái cuộc chiến tranh lan rộng hơn, nếu không muốn nói là một cái cuộc chiến tranh thế giới. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin cùng chia sẻ với quý khán thính giả về vấn đề nguyên tử của chiến trường Ukraine dưới bốn cái phụ đề nhỏ như thế này. Cái thứ nhất là tại sao ông Putin lại phải nghĩ đến cái chuyện dùng vũ khí nguyên tử để đối phó với quân đội của Ukraine. Cái đề mục thứ hai là như vậy thì những cái vũ khí nguyên tử mà người ta thường nói đến hay là ông Putin định sử dụng ở Ukraine hiện nay, nó là những cái loại nào? Và thông thường ở trên thế giới người ta lo ngại cái vấn đề nguyên tử vì lý do gì? Và cái mục đề mục thứ ba là vậy thì trước cái tin như vậy, Mỹ, Ukraine và đồng minh của Mỹ là Tây phương khối NATO đó có cái phản ứng thế nào, cách đáp trả hoặc là sẽ đối phó như thế nào? Và thứ bốn, một cái câu hỏi rất quan trọng là như vậy thì trước cái tin tức mà chúng ta có bây giờ, liệu ông Putin có thực sự sẽ dùng đến vũ khí nguyên tử hay không? Vâng. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày bốn cái tiểu mục này. Điều thứ nhất là cái vấn đề tại sao ông Putin lại đe dọa rằng sẽ dùng đến vũ khí nguyên tử tại chiến trường Ukraine. Thông thường thì chúng ta thấy rằng trong cái dư luận của thế giới nói chung từ trước đến nay cho rằng Nga là một trong những cái nước dẫn đầu về các loại vũ khí và thường thường được xếp là một cái nước có thể là chỉ đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ. Vậy thì tại sao với những chiến cụ như vậy, với những vũ khí như vậy và với những cái sự hùng mạnh như vậy mà tại sao bây giờ lại phải nghĩ đến cái chuyện dùng đến vũ khí nguyên tử ở đây? Vì phải chăng ông Putin đang bị đặt vào cái thế chân tường mà ông ta phải sử dụng vũ khí nguyên tử hay không? Thì thưa quý khán thính giả, sự thực ra đây không phải là lần đầu tiên ông Putin đe dọa đến cái chuyện dùng vũ khí nguyên tử. Mà trước khi cái cuộc xâm lăng Ukraine xảy ra, thì ông ta đã cho loan một cái tin nói rằng là cái đơn vị mà sử dụng vũ khí nguyên tử đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng sử dụng. Mặc dù lúc đó ông ta chưa tiến quân vào Ukraine, nhưng mà ông ta đã loan cái tin ra như vậy. Khi nói rằng cái binh đoàn mà sử dụng vũ khí nguyên tử đã được sửa soạn, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông ta gián tiếp cho thấy rằng khi cần thì ông Putin sẽ cho sử dụng vũ khí nguyên tử. Điều thứ hai nữa là gần đây hơn, ông ta đã đe dọa nước Anh khi mà Anh thấy có vẻ tích cực giúp đỡ Ukraine, thì ông Putin cũng đã đe dọa rằng những thành phố của Anh sẽ bị tàn phá bởi vũ khí nguyên tử.
thì đấy là một cái lời đe dọa cách đây chừng độ khoảng 2 tháng. Và gần đây hơn nữa, ngày 21 tháng 8 vừa qua, thì ông Putin lại nhắc lại cái chuyện mà sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử nếu mà Tây Phương cứ dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa. Nhưng mà sự thực ra, từ hồi đầu đến bây giờ, chúng ta chưa hề nghe thấy cái tin rằng Mỹ hay là Tây Phương, tức là NATO đó, trong đó thì có Anh và Pháp là có nguyên tử, đe dọa dùng vũ khí ở chiến trường Ukraine, chưa thấy. Nhưng mà tự ông Putin lại nói rằng là nếu mà Tây Phương hay là NATO hay là Mỹ đó, mà nếu sử dụng đến vũ khí nguyên tử thì ông ta sẽ đáp trả bằng vũ khí nguyên tử. Đó là ngày 21 tháng 8. Và gần đây hơn, sau ngày 30 tháng 9 vừa qua, sau khi ông ký cái lệnh để mà sát nhập bốn cái, chúng ta tạm gọi là bốn cái tỉnh đi, ở bên Ukraine, sau cái cuộc trưng cầu dân ý mà do Nga tổ chức ở đó, đó thì ông ta nói rằng 95% dân chúng ở đây đều muốn sáp nhập vào Nga, và vì thế cho nên ông ta đã ký cái lệnh để mà cho sáp nhập bốn cái tỉnh này thuộc vào lãnh thổ của Nga. Và khi ông ta ký xong rồi thì ông ta nói rằng là Nga sẽ dùng tất cả những cái phương tiện chiến tranh mà mình có để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và người dân Nga, kể cả những cái vùng vừa mới sáp nhập vào Nga, kể cả Crimea. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là cái lần gần nhất mà ông Putin đã đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử. Vậy thì thưa quý vị, cái vấn đề người ta đặt ra là tại sao Nga lại đe dọa dùng vũ khí nguyên tử như vậy? Thì một số những chiến lược gia đã tìm ra được cái câu trả lời không khó. Cái điều thứ nhất là cái cuộc chiến ở Ukraine hình như đang đưa đến những thất bại cho Nga. Là bởi vì sau 7 tháng, Nga tưởng rằng đã có thể làm chủ được hết tất cả đất nước Ukraine. Nhưng mà chỉ có chừng độ khoảng 2 tháng sau thì bắt đầu họ phải rút lui khỏi cái vùng thủ đô của Kiev của Ukraine. Rồi sau đó họ về để giữ các tỉnh phía đông và phía nam của Ukraine. Và đến giữ được 5-6 tháng thì bắt đầu khoảng 1 tháng vừa qua thì Ukraine sau khi có được những vũ khí mới tối tân của Mỹ viện trợ và của Đức, của Anh viện trợ thì lập tức họ đã tấn công vào cái vùng phía đông của Ukraine và đã chiếm lại được khoảng 7.000 cây số vuông trước đây Nga chiếm của họ, thì bây giờ họ đã lấy được rồi. Và trong mấy ngày qua thì cái cuộc tiến công của Ukraine càng lúc càng mạnh, và đến bây giờ thì họ đang bao vây một cái tỉnh, một cái thành phố rất quan trọng ở phía nam của Ukraine là thành phố Kherson. Kherson, nếu mà mất Kherson thì có nghĩa là quân đội Ukraine tiến đến sát cái bán đảo Crimea. Và nếu họ tiến đến đây thì cái vùng phía đông của Nga, ở phía đông của Ukraine mà Nga đang chiếm đó, chắc cũng khó mà giữ được. Thành ra chúng ta có thể nói rằng cái lý do thứ nhất mà ông Putin phải đe dọa dùng đến vũ khí nguyên tử là bởi vì ông ta đang có một cái sự thất bại ở trên chiến trường. Điều thứ hai là trong nước, vì cái sự thất bại ở chiến trường cho nên ông ta đã phải ra lệnh động viên từng phần để mà lấy thêm quân dự bị để có thể đưa vào chiến trường Ukraine. Nhưng mà khi cái lệnh này ban ra thì đã có một cái sự phản đối từ phía dân chúng, phản đối từ những người ở trong cái tuổi mà có thể bị động viên. Và rất nhiều người trong cái tuổi động viên này đã tìm cách trốn ra những cái nước xung quanh để mà trốn cái lệnh động viên này. Và đặc biệt là dân chúng ở nhiều thành phố đã bắt đầu có những cuộc biểu tình để phản đối cái lệnh động viên này. Và thưa quý vị, như vậy thì rõ ràng rằng ở trong nước ông
cũng đang gặp những cái sự khó khăn. Ngoài cái khó khăn về kinh tế do cấm vận của Mỹ và các nước Âu Châu, thì bây giờ lại đến cái sự khó khăn vì những cái sự bất đồng ở trong quốc gia của ông. Thành ra vì cái sự thất bại trên chiến trường, vì cái sự xáo trộn ở trong nước, mà ông Putin thấy rằng nếu cứ cái tình trạng này thì có thể tình trạng nó sẽ xấu hơn và chiến trường có thể thua hơn nữa, cho nên buộc lòng ông phải nghĩ đến cái chuyện dùng đến vũ khí nguyên tử. Thì thưa quý vị, đấy là cái lý do mà tại sao ông Putin đe dọa dùng vũ khí nguyên tử như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhắc lại là đây không phải là lần đầu tiên mà ông sử dụng, đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, mà ngay từ đầu trước cái cuộc chiến xảy ra thì ông đã đe dọa như vậy. Nó có một thêm một cái lý do nữa, là cái lý do mà một số các chiến lược gia của Tây Phương họ nói rằng ông Putin vẫn còn sống trong cái tư tưởng sử dụng nguyên tử 70 năm trước của Mỹ. 70 năm trước, khi mà Thế chiến thứ hai chấm dứt, Nga chiếm được một số nước Đông Âu, thì luôn luôn họ muốn đe dọa chiếm thêm những nước Tây Âu khác. Và lúc đó thì Tây Âu ở trong thế yếu, Nga đang ở trong cái thế mạnh cả về quân sự lẫn kinh tế, và vì thế cho nên Tây Âu rất lo ngại. Thì lúc đó cái sách lược để mà đối phó với Nga lúc đó do Mỹ dẫn đầu là sẽ dùng những vũ khí nguyên tử chiến lược để có thể cản cái sự tiến quân của Nga. Và thưa quý vị, cái sách lược đó đó thì mới đây được ông tướng Colin Powell của Mỹ, ông ta đã từng là ngoại trưởng của Hoa Kỳ đó, thì ông ta tuyên bố rằng bây giờ ông ta nghĩ lại cái chiến lược mà dùng vũ khí nguyên tử để mà chống lại cái Nga xâm lược vào Tây Âu như vậy lúc đó là một cái tư tưởng điên rồ. Là bởi vì nếu mà dùng đến vũ khí nguyên tử như vậy thì không phải là chặn được Nga, mà Nga cũng sẽ dùng lại vũ khí nguyên tử, và như vậy thì sẽ kéo theo cái chiến trận của thế giới, chứ nó không phải là cản trở được quân Nga. Thì thưa quý vị, đấy là cũng thêm một cái lý do để cho thấy rằng tại sao ông Putin cứ đe dọa dùng đến vũ khí nguyên tử. Bây giờ chúng tôi xin sang một cái đề mục thứ hai, là vậy thì vũ khí nguyên tử nó có những loại nào và cái sự tàn phá của nó đến mức nào. Thì thưa quý vị, thông thường người ta nói đến hai loại vũ khí nguyên tử. Một, nó gọi là chiến thuật, vũ khí nguyên tử chiến thuật. Và hai là vũ khí nguyên tử chiến lược. Nói thì nó có vẻ ghê gớm, nhưng mà sự thực ra nếu nói ra bình thường thì chúng ta có thể nói rằng một loại nhỏ và một loại lớn. Loại nhỏ là loại chiến thuật và loại lớn thì là loại chiến lược. Nhưng mà cái sự khác biệt nhau thế nào? Thì thưa quý vị, nhỏ, thế nào là nhỏ và thế nào là lớn? Thì thưa quý vị, chúng ta lấy cái trái bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki năm 1945 ở Nhật đó. Thì mỗi trái bom, hồi đó Mỹ thả xuống hai thành phố đó, mỗi thành phố một trái bom nguyên tử vào ngày mùng 6 tháng 8 năm 45 và trái thứ hai vào ngày mùng 9 tháng 8 năm 45. Thì hai trái bom nguyên tử đó, mỗi một trái nó có một cái sức tàn phá là 15 kiloton. Chúng tôi xin nhắc lại là trái bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima là 15 kiloton. Và mỗi một kiloton đó, thì nó tương đương với 1.000 ký chất nổ TNT. Thì thưa quý vị đã từng sống ở chiến tranh Việt Nam, chúng ta biết Việt Cộng gài những chất nổ ở trên những cái xe đạp, xe gắn máy đặt ở các thành phố ở Việt Nam hồi xưa đó, thì thường thường nó chỉ là chừng độ mấy trăm gram hoặc là 1 kilo mà thôi. Và nếu họ dùng để làm những cái trái trái phá đó, để mà tấn công vào các đồn bót đó, mà họ cầm theo mang tay đó, thì nó cũng chừng độ khoảng nửa ký
một trái mà thôi, tức là nó lớn nặng cỡ như một cái trái lựu đạn cũ của Mỹ. Thì như vậy là chúng ta thấy những cái trái nổ mà đặt ở các phố phường Sài Gòn nó chỉ là 1 ký, 2 ký, 3 ký, mà chúng ta thấy cái sự nổ nó đã khủng khiếp như vậy rồi, thì chúng ta hiểu rằng 1.000 ký chất nổ TNT thì nó sẽ mạnh đến thế nào. Mà cái trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima nó là 15 kiloton, tức là 15.000 ký TNT. Thưa quý vị, đó, cho nên nó đã xóa sổ hẳn cả một cái thành phố đó. Thế thì thưa quý vị, cái vũ khí nguyên tử mà chiến thuật bây giờ đó, về chiến lược đi, thì nó là bao nhiêu kiloton? Thì thưa rằng từ bây giờ đó, theo cái sự gọi là cái sự quy ước thông thường người ta nói chuyện với nhau đó, thì cái trái bom nguyên tử mà có 100 kiloton trở lên thì người ta gọi là nguyên tử chiến lược. Và những trái nguyên tử chiến lược này thì nó nặng nề và phải bắn đi, một là bằng những cái hỏa tiễn cỡ lớn như là hỏa tiễn trên lục địa chẳng hạn, hai là phải chở trên những máy bay rồi thả xuống như là một trái bom, hoặc là phải gắn trên những cái tàu ngầm nguyên tử và phóng đi bằng những cái hỏa tiễn cỡ lớn. Thì đấy là những cái hỏa tiễn, xin lỗi, đấy là những cái trái nguyên tử chiến lược. Thế còn những đầu đạn nguyên tử gọi là chiến thuật đó, thì nó nhỏ hơn. Thông thường nó chỉ chừng độ 1 kiloton hoặc là dưới 1 kiloton. Và có những cái trái lớn hơn thì có thể là 5 kiloton và nhiều lắm là khoảng 50 kiloton. Thì đấy gọi là nguyên tử chiến thuật. Và hiện nay Nga có chừng độ, theo ước tính, có khoảng 2.000 cái đầu đạn nguyên tử chiến thuật này. Và những cái đầu đạn nguyên tử chiến thuật này đó thì sẽ bắn đi bằng cách nào? Thì có tùy theo cái sức tàn phá của nó, sức nặng nhẹ của nó. Nếu mà 1 kiloton hoặc nửa kiloton thì nó có thể dùng đến những cái súng đại bác thông thường có thể bắn được cái đầu đạn đó đi. Còn nếu nó lớn hơn nữa thì phải dùng đến những hỏa tiễn. Đặc biệt là Nga có một cái loại hỏa tiễn để gắn những cái đầu đạn nguyên tử chiến thuật. Nó có thể nặng đến 5, 7 hay là 10 kiloton, tức là cái hỏa tiễn Iskander M. Thì đấy là cái hỏa tiễn mà có thể bắn vừa xa và đồng thời vừa có khả năng mang những cái đầu đạn nguyên tử nặng tới 9, 10 kiloton. Và tôi xin nhắc lại là 9-10 kiloton thì nó cũng suýt soát với trái bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Vậy thì với những cái vũ khí nguyên tử chiến thuật như vậy đó, cái sức tàn phá của nó ra sao? Thì thưa rằng nếu những cái vũ khí chiến lược, nguyên tử chiến lược mà tàn phá đó, thì nó có thể tàn phá cả một thành phố, một cái thành phố lớn đó. Ví dụ như người ta nói rằng là nếu mà Moscow bị một trái nguyên tử chiến lược thì New York cũng bị một trái nguyên tử chiến lược, tức là sẽ trả đũa ngay nhau như vậy. Và có nghĩa là chỉ một cái thành phố lớn như vậy mà chỉ cần một trái nguyên tử chiến lược thì đã có thể xóa tan cái thành phố đó rồi. Còn những cái trái nguyên tử chiến thuật đó, thì cái sức tàn phá của nó thế nào? Người ta nói rằng nếu nó dưới 1 kiloton thì cái sức tàn phá của nó chỉ là vài ba khu phố mà thôi. Nhưng mà điều cái sức mà phá hoại thêm của nó đó thì có thể xa hơn. Ví dụ như cái trái bom nguyên tử mà chiến lược đó thì nó có thể tàn phá một cái đường kính gây ra phỏng cho các sinh vật, người, con người hay là các sinh vật đó, gây ra phỏng nặng cấp 1, tức là khoảng 7 dặm bán kính. Nhưng mà ngược lại, cái ánh sáng của nó chói lòa đến có thể làm tạm thời mù mắt con người ở cách đó tới 50 mai. Thì thưa quý vị, như vậy chúng ta hiểu rằng cái sức tàn phá của nguyên tử nó kinh khủng lắm. Nhưng mà thưa quý vị, nó không phải dừng ở đó. Một cái trái bom thông thường sau khi nó nổ xong thì chừng độ khoảng 5-6 phút sau cái sự tàn phá của nó xong là xong, nó hết.
Nhưng mà ngược lại, một cái trái bom nguyên tử hay là một cái đầu đạn nguyên tử, sau khi nó nổ, sau khi nó tàn phá xong, thì ngoài cái tàn phá ngay lúc đó ra, nó còn gây một cái hậu quả lâu dài. Đó là cái chất phóng xạ. Cái chất phóng xạ này, thứ nhất là nó sẽ làm tiêu diệt cái vùng đó trong một thời gian có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm. Cái đó thì tùy theo cái trung tâm của cái trái nổ đó và tùy theo cái sức mạnh của cái trái nổ đó. Nhưng mà đồng thời nó cũng có thể ảnh hưởng đến những cái vùng ở xa hơn, tùy theo gió. Người ta đưa ra một cái ví dụ như trước đây một cái nhà máy điện nguyên tử của Nhật bị bão nó đánh chìm, và sau đó cái lò nguyên tử nó bị rò rỉ ra đó, và sau đó cái chất phóng xạ đó nó rò rỉ ra nước biển đó, và Nhật thì đã cố gắng thanh lọc cái nước biển đó trước khi thải ra đại dương, nhưng mà hình như cũng không có được hoàn chỉnh. Thành ra vì thế những nước mà có phóng xạ nguyên tử đó nó đã trôi đến những quốc đảo ở Thái Bình Dương cách xa đó cả hàng ngàn cây số. Và hiện nay những quốc đảo đó ở trên Thái Bình Dương còn đang kiện cáo Nhật về cái chuyện để cho cái chất phóng xạ rò rỉ như vậy. Như vậy chúng ta hiểu rằng là cái chất phóng xạ có thể đi rất xa. Hay là ví dụ như cái lò nguyên tử phát điện bằng ở Chernobyl cũng của Crimea đó, mà lúc đó còn thuộc quyền Nga đó, thì nó bị phát nổ vì lý do tai nạn. Nhưng mà sau đó thì gió nó đã đưa những cái chất phóng xạ đó sang Nga và sang tận nước Belarus, là hai cái nước láng giềng của Ukraine lúc đó, tức là cái nhà máy Chernobyl. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng khi một cái trái bom nguyên tử, dù là chiến thuật đi nữa, nó nổ ra thì ngoài cái sức tàn phá ngay lúc đó, nó còn có một cái sức tàn phá lâu dài, có thể nhiều năm sau, vì cái chất phóng xạ của nó. Vâng, kính thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ trở lại câu chuyện sau một vài thông tin thương mại.